Tại các chợ hoa Tết ở Hà Nội, những cây đào thất thốn khi được bày bán, dưới gốc đều được cuốn dây cáp, cứ vài cây lại cuốn chung một sợi dây cáp và cuối cùng là một ổ khóa chắc chắn. Khách hàng cứ xem ngắm thoải mái, khi nào chốt giá mua bán xong thì chủ mới mở khóa giao cây. Đào thất thốn là giống đào rất quý hiếm, năm nay được mùa, đào nở hoa to, hoa có màu đỏ thẫm rất đẹp. Khác với giống đào khác, đào thất thốn có thể nở hoa mọc ra từ thân cây. Hoa đào thất thốn có độ bền rất cao, từ khi nở đến khi tàn kéo dài 10 đến 15 ngày. Trong nhà vườn mình cái số lượng cây nó cũng lớn, thì ở trong nhà vườn nó cũng không thể chứa hết được đâu, mà mình có thể bày ra ngoài này, mới cả bày ra ngoài này thì mọi người sẽ chú ý hơn và theo dõi. Nhưng cái cây đào thất thốn này nó rất là quý, thế nên là khi mà bọn mình bày ra ngoài này thì tránh cái tình trạng là mất trộm, thì bọn mình có đai cái dây cáp này vào để giữ cho nó an toàn được cây đào hơn. Cái giá trị của cây đào này nó rất là cao. Nếu như mà những cái gốc già như thế này thì nó rơi vào tầm dao động từ khoảng độ 20 triệu đến 50 triệu. Thế nên là nó rất là quý, mà chính vì thế mà bọn mình cần trông nom và bảo vệ cái cây đào này nó tốt hơn. Theo những nhà vườn trồng đào thất thốn ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, một cây đào thất thốn để đưa ra thị trường thì tối thiểu từ 5 năm tuổi. Cây đào thất thốn phát triển rất chậm, không cao vọt nhanh như các giống đào khác, có gốc và thân xù xì, nổi u bướu, toát lên vẻ đẹp cổ kính xưa cũ. Người chơi đào thất thốn thường không cần quá nhiều hoa, mỗi cây chỉ cần nở một vài bông, hoa nở đuổi nhau hết loạt này đến loạt khác thì chậu cây chơi được cả tháng. Cái thân cây chúng tôi dòng gốc nó được lâu lắm, thế dòng lên mà cứ hoa nó ra từ ngọn này xong nó lại vào thân, vào gốc, cứ mỗi cái lọc nó lại lảy ra là một, nó lại lảy ra hoa. Tại thị trường hoa Tết năm nay, đào thất thốn có thêm sản phẩm đào mini trồng tại Sapa, giá thấp nhất cũng từ 3 đến 5 triệu đồng một cây. Còn đối với những cây hàng chục năm tuổi, chủ vườn thường không bán cây mà chỉ cho khách thuê chơi, với giá mỗi chậu cây dao động từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.